Thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh tiếp xúc với Linh Mục Trần Cao Thượng, là tuyên úy của Đại hội Giới Trẻ kỳ 3. Xin Linh Mục cho biết là trong cái vai trò của Linh Mục thì Linh Mục đã giúp đỡ giới trẻ như thế nào trong cái dịp này? Trước hết xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang sẽ coi cái phỏng vấn này. Trong cái vai trò là tuyên úy của Đại hội Giới Trẻ VYC kỳ 3 này, có tựa đề là Be Not Afraid, Đừng Sợ. Thì thật sự ra với vai trò tuyên úy thì là giúp cho các anh chị em trong văn phòng giới trẻ, cũng như trong ban tổ chức, về vấn đề đời sống tâm linh cũng như là hướng dẫn. Ngoài tôi ra còn có tất cả các cha, các sơ từ vùng nơi khác nằm trong cái nhóm ban tuyên úy này. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi có một con số tham dự cũng gọi là tạm đủ. Vâng, thì chúng tôi có những các bạn trẻ từ vùng Seattle, bên New York, cũng như là San Jose, rồi nhưng mà đa số là các bạn trẻ từ tất cả các vùng của tiểu bang California này, như là Los Angeles, Orange County và San Diego. Trong các bạn trẻ này thì cũng có tất cả các em thiếu nhi thánh thể, các anh chị em huynh trưởng cũng tham dự trong cái đại hội kỳ này. Thưa Linh Mục có thể cho biết là ngoài Hoa Kỳ ra đó thì ở các nước khác ấy, thì có phái đoàn nào đến tham dự hay không? Một số người từ bên Canada và cũng có một vài, tôi cũng chưa biết là giấy tờ đã qua xong chưa, cũng có một số em từ bên Việt Nam cũng muốn tham dự cái đại hội này, thì họ cũng biết được qua tin tức ở trên internet. Những cái vấn đề đó thì chúng tôi còn phải lo về vấn đề thủ tục, như là vấn đề giấy tờ để mà họ được qua đây tham dự đó. Thưa Linh Mục, trong cái vai trò là của một người Việt Nam á, thì cái đại hội này về cái nói gì về cái đường nét văn hóa của Việt Nam thì Linh Mục có thể cho biết. Cái đại hội này thì đi về thứ nhất là về Thánh Kinh, đi về vấn đề đời sống đạo, rồi sau trong đó cũng có một số về xã hội, đặc biệt là như quý vị biết là giới trẻ Việt Nam của chúng ta sống ở bên Hoa Kỳ này, các bạn cũng đang gọi là theo đuổi học và cũng là tham gia vào xã hội nữa, cho nên chúng tôi cũng có mời một số vị sẽ nói về vấn đề xã hội để mà giúp cho các bạn trong cái vấn đề không những sống đạo mà cũng phải vấn đề việc của xã hội tại Hoa Kỳ này nữa. Vâng, chúng tôi xin thành thật cảm ơn Linh Mục và chúc đại hội thành công. Vâng, cảm ơn, và một lần nữa mượn cái cơ hội ở đây tôi xin cảm ơn tất cả quý vị phụ huynh đã cho phép cũng như đã ủng hộ các con em của mình tham dự cái đại hội VYC kỳ 3 này ở Đại học Cal State Long Beach. Và tôi cũng kêu gọi tất cả các bạn trẻ, nhất là những người ở California này, vùng Orange County cũng giống như LA và Long Beach và San Diego, nếu các bạn hy sinh cái weekend của mình được thì xin mời các bạn tới tham dự một cái đại hội VYC kỳ 3 này. Đây là một cái đại hội 3 năm, chỉ có 3 năm mới có một lần, và chúng tôi tổ chức rất là công phu, do các bạn trẻ đã hy sinh biết bao thì giờ, cũng giống như là do các bậc những người gọi là làm thương mại cũng đã gọi là ủng hộ chúng tôi về tiền, cũng như là cho chúng tôi lên radio, nhập TV, rồi lên internet để mà quảng bá cái đại hội này. Một lần nữa với vai trò là tuyên úy của đại hội, tôi xin cảm ơn và xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho cái sự thành công của cái đại hội VYC này. Xin cảm ơn anh. Thank you.
am made in God's image. I am precious in God's eyes. God has redeemed me. Cho tôi sự sống. Even though I'm imperfect, God is sure that He needs me. He anoints my head with oil và sai tôi loan báo tin mừng. Be not afraid, proclaim your faith. Đừng sợ bạn ơi, Chúa đi cùng ta. Be not afraid, proclaim your faith. Đừng sợ bạn ơi, Chúa đi cùng ta. Be not afraid, proclaim your faith. Đừng sợ bạn ơi, Chúa đi cùng ta. Be not afraid, proclaim your faith. Đừng sợ bạn ơi, Chúa đi. I believe.